Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2022. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.